Bếp từ đôi Faster Modern FS218MI Pro mới ra mắt năm 2022. Sản phẩm có hai vùng nấu và hai vùng bảng điều khiển độc lập, có bo viền, hai bên hông máy và vắt cạnh phía trước và phía sau, rất là đẹp. Sản phẩm này thì sử dụng rất là đơn giản. Sau đây Vanuka bếp đẹp phòng tắm sang sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cách sử dụng bếp FS218MI Pro. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn bật nguồn. Sau khi chọn bật nguồn rồi, chúng ta sẽ chọn các mức công suất. Ở đây sẽ giải mức công suất sẽ từ 1 đến 9. Từ 1 đến 9 ạ. Và Potter, có chức năng Potter đưa công suất lên 2400W. Muốn giảm thì chúng ta chỉ cần gạt về các mức mà chúng ta mong muốn. Nếu như chúng ta muốn chiên xào thì chúng ta sẽ chọn vào phím chiên xào. Muốn hủy chúng ta chỉ cần ấn lần thứ hai. Muốn hâm nóng chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng hâm nóng bình sữa. Muốn hủy chức năng hâm nóng chúng ta bấm như vậy là đã được. Tôi đưa về mức 5. Chúng ta muốn hẹn giờ thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng hẹn giờ và điều chỉnh tăng lên hẹn giờ đến mức mà chúng ta muốn. Đó, chúng ta cứ kéo lên là nó sẽ lên đến mức mà chúng ta mong muốn. 119. Hủy chức năng hẹn giờ. Chúng ta muốn khóa bàn phím thì chọn vào biểu tượng hình khóa bàn phím. Như vậy là bàn phím sẽ không chỉ sử dụng được, đang khóa. Và muốn hủy chúng ta chọn biểu tượng mở khóa. Nhấn giữ khoảng 3 giây. Như vậy thì Vanuka bếp đẹp phòng tắm sang đã hướng dẫn cho các anh chị cái sản phẩm 218MI Pro. Cảm ơn anh chị và các bạn.